Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của anh em chăn bò. Hôm nay thì bò đang thả tiếp ngoài kia rồi. Và anh em bọn mình thì hôm nay thì quyết định là sẽ làm một bữa ẩm thực nha. Hôm nay làm bữa ẩm thực chứ đúng không? Ok. Đây, thì đồ đạc anh em mình mua sẵn đây rất là nhiều rồi. Đấy, cháo này, rau này, cái gì nữa nhỉ? Bò đâu? Ở đây. Đây bọn mình làm thịt một con bò ở đây, mang ít thịt đi để chuẩn bị nước. Đấy. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu đi chuẩn bị bếp để vào bữa tiệc chăn bò ngày hôm nay nhá. Một bữa tiệc đi chăn bò. Đang làm gặp Milo đây này. À, 100% nào. 100% đây. Không. Yêu sao không lỉ không? Nó như sữa. Vốn dĩ. Vốn dĩ nó là sữa. Thay cái phẩm ngoài lại có sản phẩm mới ngay. Ê. Ê, tao gọt bớt có. Nó đỡ bồng bồng. Anh Phúc quý tàu không? Anh Phúc gì chà? Anh Phúc quý sở tộc. Muốn trả thang thì sữa. Thì nó là sữa mà. Không không, nó chỉ thay, nó giống iPhone. Thay đổi cái thiết kế là có sản phẩm mới ngay. Vốn dĩ nó là sữa chứ nó là gì? Không, ý là đang nói nó không khác gì trong hộp. Hiếu à, Hiếu lại lấy quay cho anh đi Hiếu. Lại cầm quay đi. Quay anh đổi góc cho đẹp để anh giới thiệu lung tung. Ngon đấy. Đấy, cầm lên trên đấy, cầm lên. Không. Đây cái bếp ga của bọn mình mới mua này để đi picnic này. Bình ga này. Lắp bình ga. Hay quá, bánh hay quá. Ok. Bếp lâu rồi mới hoạt động ạ. Chuẩn bị gì? Là cái bên đây mà. Bên đây đó là cái bấm mà. Cái bật à? Thì anh thích để bên đây mà. Đâu cái chảo luôn à? Đưa cái chảo đây. Bơ này. Thịt này. Hôm nay bọn mình sẽ làm món thịt bò nướng chảo. Này để tí bột giác này. Đấy. Cái chảo hàng ngày cho lợn ăn ở nhà này. Hôm nay lấy ra nướng thịt bò. Uống hết lon sữa. Ok. Uống sữa Milo mà tăng cường. Hôm nay là một bữa tiệc chăn bò của anh em bọn mình mọi người nhá. Bên trong nó còn đấy chưa? Nó còn bột chưa tan hết mà. Bột chưa tan hết đây. À, không để tí lỗi. Anh lấy quá. Lỡ ăn là bé nốt không. Bình minh ơi dậy chưa? Bình minh ơi ngủ chưa? Cà phê tối với tôi được không? Chơi vơi sau ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng? Đó. Làm hai lớp nhỉ đúng không? Hai lớp ăn thì tí nó đỡ phải mất công thay. Hả? Còn nào? Nhìn mất 10.000.
ăn mấy cái này lúc đầu thấy ngon, không lại không khác thì cứ muốn trộn. Đây nè, bà nha. Ừ. Ăn chứ giờ ăn bánh chấm sữa. Đâu bỏ bỏ bọn nào đang gì? Đấy, bên nãy vừa nhìn đó. Còn đi xe qua à? Ừ. Đấy chứ coi. Nó xuống à? Đấy. Được. À, để nó. Ai mình ăn bánh mì chấm sữa, à, bánh ăn chấm sữa. À được đấy nha. Để lấy bánh mì chấm sữa. À. Đây. Để mình nói chuyện này. Chú ơi, đẳng cấp không? Cái này đi về ảnh chị đó. Sao bạn hay da dẻ vậy? Đi về ảnh chị đó, bà hẹn thằng luôn cho cháy đít. Làm cái bồn cái không biết nó có chảy nhựa không? Bây giờ anh điều chỉnh. Sao nó chảy nhựa rồi, nó dài cái tay cầm. To ta. Tại vì mấy bữa nó không thích. À, hôm nay cái chảo nhỏ. Chảo nhỏ à? Không, do nay cái chảo nó kiểu là tao xúc nó to đó, cái là nó dĩa ra hai bên. Lặn lưng bấm ngược. Này cho chị da nhỏ. Mà chưa chưa đã có con muỗi lên đòi làm một bữa ăn thôi. À làm bữa ăn. Ồ không có đũa. Đưa con dao này anh mượn nào. Xuất sắc, xuất sắc. Đi ra vót đũa đi em. Cái tre em vừa rồi rồi lấy ra đây cái coi đúng không? Để anh cắt mấy cái này ra này anh nha. Bỏ ít bơ đây nữa xong cái này em ra em vót đũa nha. Chỉ làm của em thì tí ăn chỉ xích mồm thôi. Xúc miếng bơ bỏ vào đây làm thử như bánh mì chấm sữa rồi hương vị tuổi thơ thế nào, hương vị đợt trước đại học mẫu sao không biết ăn vậy có ấy chĩa không chắc là không được. Đi về à mà lúc về mà ấy chĩa là bắt tiền anh lên ngay nha. Ai ăn mà chả phải đi ỉa hả ấy chĩa nghĩ trái. Quan trọng là nó... ăn mà không ỉa thì ăn làm cái gì? Quan trọng là mức địa. Hôm nay nó lại cháy to nhỉ? Đấy, cháy to đấy. À, lượng ga đầu nó to quá nên nó phụt ra. Đâu, nó to không? À, để làm thử những bánh mì chấm nè. Ông tính ra nhiều chứ nhỉ? Ừ. Đâu rồi cái gì đâu rồi cái gia vị ướp thịt bò đâu rồi đưa đây anh đây hộp đây hộp đây chấm sữa này này anh về sao bắt đề anh Linh ngon đấy ngon nào chấm sữa ăn được đấy được quay vào ăn nhiêu này. Đại ca làm miếng này. Được, ăn đi. Anh không có thèm. Đi đấy đúng cắt cái đấy ra tí nó mà bỏ nước chấm. Hai ngăn mà. Ừ. Hai ngăn. Ừ. Đó. Tí thịt bò chấm lộn nó sẽ nè. Không nhận ra nè. Này thì bỏ đây bóp thôi. Đúng là một cách ướp rất là siêu đẳng cấp đúng không? Đi vót đũa đi Phúc ơi. Này, anh thấy hôm mà mình vứt tre ở chỗ nào đây nhiều lắm mà đúng không? Wow. Đúng rồi, vót cho anh đôi nhanh lên nào. Cái đó mình kết thúc rồi này. Ờ. Đấy. Đúng rồi, phải đưa đây. Mà trình độ vót của em dễ sức mồm lắm. Đưa đây, phải đưa đây. Đưa cái kia đây. Cái kia cho đẹp mà người ta đang đẹp.
Cái này rõ đẹp rõ nhanh này, không không lấy luôn đi. Đỡ phải vớt, đỡ xích. Là... đỡ xích. Cái em tắm thì cứ vào làm miếng bánh mì quay em này. Đi đâu á? Đi đâu? Cái em tắm thì thường lắm ghét. Làm to to dài dài ra. Còn tí nữa ăn bốc tay thôi. Ừ, không có đâu. Tại sao mình không ăn lẩu bốc tay cho chết nè. Đôi đũa sous vide pro nhé. Bắt đầu. Một quà. Bắt đầu nướng nhá. Đây đây, quay cận cái miếng thịt xèo xèo nào. Đây là món thịt nói chung là gia vị vẫn chưa kịp vào ngấm thì anh em mình đã đem lên là bày hết luôn. Không cần ngấm. Nhìn này. Quan trọng vẫn là hai miếng cùng lúc. Bó quá. Đương nhiên rồi. Wow. Lần sau là rút kinh nghiệm không mua cái này nữa nhé. Mua gì Milo á? Uống có khác đâu. Ba miếng cùng lúc đi. Nó còn đặc sệt hơn cả kia nữa cơ. Nó là chỉ là bột pha sẵn thôi nhưng mà chưa tan. Trước khi uống mình vừa lắc thôi. Chưa rót tao ngậm nước đi không? Nói chung là không ngon bằng nó cho bằng Milo ạ. Cái đấy anh uống mất vị bố mà. Anh đang định lấy Coca chứ. Nhưng mà Coca lại uống là bình thường quá. Nhưng mà ngày nào cũng uống Coca rồi. Thì đấy. Thôi mình thử đổi vị. Đây là sự minh chứng. Bày mâm đi em. Sao lắm vậy chán bố. Uống đi. Đây cái này làm cái mâm luôn này. Đúng không? Và đường nào cũng nào cũng vứt đi rồi. Sắp xong rồi nên ạ. Vâng, món rất nhanh. Sang đây, ngồi sang đây. Hiếu sang đi. Hiếu ngồi xịt vào Hiếu ạ. Đi rồi. Ngồi xịt vào đây nè. Đây là mâm này. Đấy. Rau này, bẻ rau ra đi. Đấy. Rau ra. Đấy. Đưa quả dưa đây. Từ để em đặt máy quay. Đặt máy quay em đi hành công đặt, chuyện đó. Đặt ăn góc ngoài đây. À thôi đặt góc góc đi đây đi đây. Đây này. Đấy đẹp không? Đẹp không? Được á, nhìn cái đằng sau nữa. Ừ đấy được ạ. Được. Để xịt xịt ra. Wow. Nhìn lại cực lại con móng thịt bò này. Đấy đi. Anh chưa cho đi giải quyết nỗi buồn. Đây. Ú trời. Đây. Ú trời trời trời. Bò đúng đúng là bò làm đi chăn bò làm thịt bò đây. Được rồi. Bò quá chứ. Rau quay rau tươi xanh nè. Rồi đi giải quyết đi. Rau không hề thế nào nhé. Rau không cần rửa. Rửa làm đi họ rửa đây mà. Nó bắn đi không sao. Thì xinh xinh vậy thôi. Bảo. Giật cả mình nhé. Nó làm vô cái rồi đâu. Thôi bánh mì cắt vậy nữa làm gì, bổ lôi ra bỏ thịt kẹp vào ăn nhớ nhanh. Đúng. Cắt cho nó quay sờ tọc chứ không biết cái gì hết. Bỏ nướng ngon hơn. Đúng rồi, cắt bơ. Không cắt kiểu đấy Linh ơi, cắt ừ đúng rồi, cắt kiểu anh Linh đang cắt là đã phải cắt đây này. Tí anh thẳng cái xong cái anh bỏ vào anh úp vào cái thịt chín này. Yes. Thịt chín xong cái anh bỏ vào này đây này, anh xé đôi ra này xong anh úp này đấy xong này phúc. Để trang trí bàn nào. Chị bỏ mấy miếng bò đi. Nó là bò kiểu bà đi cắt mỏng một tí nữa. Bò dày quá. Nhưng mà ai mình nhắc nha. Mình đã mua là còn kêu bà đi. Muối hảo. Nhưng mà bò tươi thì ăn kiểu nào cũng ngon. Nói chung là ăn nó dày dày thì ngon. Cắn nhỉ? Đấy, ok. Thì em ném thịt trên đây này. Anh Linh đưa dao đem cắt cái này nào. Đây, cắt rồi bỏ ra vị trên này. Nước đợt đầu đâu nhỉ? Nước 2.4 này nhỉ? 2.94 à?
247 nhé. Thần trùng. Anh Linh không chơi mấy game kinh dị á. Hả? À? Anh Linh không chơi mấy game kinh dị lắm. Anh bây giờ hết túi chơi game rồi. Túi làm ăn đấy. Túi anh Linh. Bây giờ anh tối đi chơi. Hết thế giới ảo, bây giờ chuyển sang thế giới thật. Bây giờ anh túi đây, túi làm ăn. Chơi nhỡn gì nữa. Cô qua cầm cắt anh nhỉ. Rất gì là khó nhỉ. Ông cắt để bỏ vào thôi, không cần, không cần gì nữa. À, cứ cắt vậy cũng được, không sao hết. Cắt thứ hai bánh lại đây được rồi. Ừ. Ông cứ cao hết. Ui hao hao. Cái chồng anh Linh lật. À! Anh Linh lật thế, mới có ý đồ ngưng sát. Nhưng mà nhìn nó ngon nha. Không ngon. Không ngon tí anh mình chú ăn thôi. Nó ý là còn bơ nè, quẹt cho nó. Ý là tí này nó cháy đó. Ừ. Để nó cháy bên ngoài ăn nó ngon. Đắng phải bơ, tí đắng á. Không có quẹt đâu, không quẹt. Bơ tí đắng á. Ai bảo đắng? Đắng, đợt ăn rồi trời. Đợt đắng. Trả lời không nhá, đợt ăn rồi. Không có đợt đắng. Chỉ đắng ăn thì cười khạc 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 khạc. Bóc với hai bên rìa, người ta có cái chỗ bóc với có cái chỗ nó làm cái ngàm bóc. Gà ơi là gà. Cháy gà. Ừ. Cảm giác đâm thủng chứ. Phát chi. Phát chi em ngân. À, đau đấy, đừng. Để tao. Cái mũi dao ấy. Chọc một cái đầu ở hai biết bên. Là, không cần để cảm giác. Cảm giác phát chi. Nổ. Sao không chết luôn. Ờ để cắt cho đây vậy. Đúng quá. À. Bắn nó xương. Tôi đang phát hiện một cái được. Nào để cắt thì muối ngon không ạ? Bỏ lấy xong rồi lấy tí la vi à. Lấy tí la vi. Không, đừng bỏ vào cái nớp. Cầm lên để cắt đi. Không rồi nó vậy lên không thì hết. Khô muối. Muối nợ. Không biết gì nghề nghệ thuật. Nó dù gì thì ẩm thực. Nướng sao tím. Dạ, bỏ ra tái bên trong mà ăn ngon. Thì đây, anh nướng chỗ đây đây. Nướng chỗ này. Anh nghe thêm dầu đi chứ em thấy nó cháy rồi đấy. Trời, nướng mẹ nào ăn mẹ đấy. Sai rồi nè. Cắt cái thành nó nhỏ ra nó tí không bỏ vào được. Vô tí không thì chấm được. Ờ. À. Đổ lại nè. Thì cắt cái này này. Thì cắt đi. Wow. Nước mẹ nào xong ra ta ăn mẹ đấy. Ăn mẹ đấy không thì lại nướng tiếp. Nướng tiếp. Ăn xong vừa ăn lại vừa nướng. Ăn xong ta lại nướng tiếp, ta lại đi ăn cái khác. Vậy nó mới ngon chứ. Wow. Chín rồi. Ngon à. Thịt bò. Đúng không? Thịt bò chỉ cần nướng cái này thôi em ạ. Vậy là được rồi, không phải sợ. Vậy. Nè. Phúc ơi Phúc, lại bắt đầu quay video đi em. Để anh cắt thịt bò ra nào. Wow. Mà tắt bếp đi nhỉ vừa. Wow. Đây, thịt bò của anh em mình đây, bắt đầu ra lò nhá. Nhìn nó đã nha. Nhìn nó đã làm sao ấy. Có bỏ anh mình như không ấy. Mì bơ hơi ngon, ngon tí thôi chứ. Chỉ cần bỏ qua bánh mì bỏ qua cái thôi. Không cần bỏ. Thấy chưa? Mì nó hút này. Cái mì hút bơ ác lắm. Anh đi nghe tắt nhá, 20 phút rồi. Thôi để đấy coi. Vậy quay xong nữa có chục phút anh Linh này. À, thôi ta chiến đi, tắt bếp đi em. Bạn kêu. Rồi, tắt tạm cái bếp đi. Để tặng vài cái bánh mì đây. Nha, đưa dao này bắt đầu đưa đây anh nè, đưa máy quay đây. Đây,
Đây là cái bữa tiệc nướng của anh em mình đây. Nào, đưa dao đây. Nóng đấy, nóng đấy. Cái này Milo này. Nhìn miếng bò nó cắt này. Ôi, nó chín quá rồi em ạ. Đấy, hết tay. Không sao hết. Đầu bên trong tái ngon đấy. Nào, ăn miếng này trước đi. Em ơi, get go đi, xong luôn. Ố là luôn. Là người Việt Nam mắn người sáng quá thôi. Mời mọi người nhá, này. Đóng đi, để cắt miếng khác. Đây, Hiếu có miếng dưới đây này. Đây này. Để bánh mì bỏ vào, để nóng. Cắt qua bánh mì ra đi. Ô, bỏ bơ vào, bơ vào. Còn lửa à? Anh Linh đưa loại bơ em đâu? Còn đâu em? Còn á? Còn lửa đâu? Vừa nghe không? Còn đâu? Mời mọi người nhá. Đây. Anh Linh đưa loại bơ. Rồi. Đưa con dao, đưa con dao em thái thịt bạc ném xuống đất. Anh cũng hiểu quen đấy. Có hết lửa rồi thôi. Ăn hết mẹ nữa. Thịt còn phải có cái thớt đã biết được mà mua cái thớt luôn. Là phải ăn thịt không nha. Dạ. Cho quả dưa này, đánh kê quả dưa đây để anh thái thịt. Đây, mình lấy quả dưa mình làm cái thớt luôn mọi người nhá. Thịt xoay rái bên trong mọng nước là ngon. Bây giờ anh thái cho mà xem này. Còn bếp ni chê lên. Hôm nay không mài dao. Đái rồi. Này đúng, phải đúng chuẩn vị luôn này. Đấy, thấy không? U giời ơi. Ăn vậy. Không biết có ảnh gì không? Bò ăn không bao giờ việc gì hết mà ăn rất là ngon. Đó có sán. Không. Thịt bò cái ăn này ngon này. Mỗi tội hơi dai, nuốt lỡ ngại. Biết để sao dai không? Cái miếng lúc nãy anh cắt là anh không cắt thâu thớ mà anh cắt thâu cục. Tí thì đó. Đây, đây mọi người này. Ôi giời, kìa mày rồi. Bà hôm kia vắt tí muối vào trong, vắt đổ tí nước vào trong muối. Đéo chụp nghe. Đâu rồi? Con nước thịt đây này. Nói ngang. Ăn đâu biết ở thưởng thức ẩm thực cái gì cả. Đấy. Rốt. Rốt ở nhà rột. Mời mọi người nhá. Nước kho này ngon hơn hẳn em ạ. Cơ bản là nó mềm. Em bỏ mút. Đưa em cắt nó rồi. Rồi. Được rồi. Lấy chai nước khoáng bỏ mút. Đúng rồi. Ủa, đi vô đây. Ăn không biết cái gì về ẩm thực chứ. Kém. Không tay mà không chân nữa phát. Để mồm cơm. Hai tay là đủ vừa bánh gì vừa lấy à. Anh thấu nhau rồi. Anh Linh lấy anh tờ khăn nước em. Không. Trên sắc mẹ gì đó. Lâu cái này. Bánh trên. Mùa quả dưa làm cái thớt hợp lý chứ nha. Đấy, cuối cùng à chà. Nào. Ok vậy thôi, lắm rồi. Ít thôi, được rồi. Vậy là vừa, không lắm đâu. Quấy nào. Quấy em ơi, lắm đấy chứ. Quấy đi, không lắm đâu. Đây. Đó, thấy chưa? Vừa ngon luôn. Đấy. Rực rỡ mọi người ạ. Đây. Món thịt bò nướng bơ. Đó, ăn bao phê bao ngon luôn. Cái này mà có tiện là thì cho nướng liên tục, vừa nướng vừa ăn luôn. Không thôi là nó đỡ bị dở mồm. Dở mồm là mất ngon. Lắm em bị ngon. Không nãy không. Lúc nãy vào hôm kia quên. Lúc mua thêm chú xúc xích nữa là hợp lý. Ngon luôn kìa. Nói chung là ngon. Ăn được. Ăn được.
Đó, một bữa tiệc ở dưới một cái cánh đồng cùng với mấy anh em chăn trâu chăn bò. Thì tem chăn bò anh em mình hôm nay lại đi tổ chức một bữa tiệc chăn bò, ăn bò nướng bơ mọi người nhá. Và video đến đây thì mình cũng sẽ gọi là kết thúc thôi. Anh em mình sẽ tiếp tục ăn uống. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.